ếch lụm được nhiều trứng. Trứng này nó mềm nha. Mới. Có đem máy theo quay lụm đã luôn. Có đem máy theo quay lụm đã luôn. Cho cái tàu ấy nãy rủ chỗ này đi là được rồi. Chờ nãy chết đi gì được. Anh đi cũng không xỉu luôn. Làm theo cái nước. Cái nước đi gì xỉu luôn. Cái trứng này hay gớm vậy. Không biết mấy cô vô kỳ loại sạch chơi. Trứng này mới đẻ. Trứng này nữa nè. Lấy rộn cái trứng thúi chết luôn. Ừ. Ngồi đồ đây trứng thúi. Rồi nãy giờ. Nãy giờ sao? Nãy giờ bể rồi. Thúi đâu mà thúi. Thúi là mấy con. Chị mà không đem cái gì ta? Cái đồ mất ớt. Thì cái đồ mất ớt, cái hũ đựng ớt đã này vô. Ra lấy hoài lụm trứng này đã. Trứng đó trứng gì? Trứng vịt. Vịt gì kia vậy? Thêm thêm lấy lụm hoài luôn. Cái trứng vịt gì mình xem vậy? Vịt non. Để non. Đây đừng mất. Bữa nào đi lụm bữa còn bên cái đi chiều còn ở dạp bên đây nè, dòm xa xa cái một thấy trứng này, nãy thấy trứng này trắng tát luôn, mới đẻ bầy vịt mới đi trứng chiều mát mát ra chứ trời này điên nổi dòm không thấy đâu. Ôi, trứng này đã trứng vịt non nó mềm nó mất nước nữa. Ăn được không? Được đó. Đó con ếch kêu đó. Đó con kêu đó đó. Kêu, ếch kêu rồi. Như trứng vậy. Đi thấy hoài, lụm hoài. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trứng này cũng gòn ha. Cũng gòn mà mềm nhất. Sao lè nhất, thấy gốm nhất. Một rong. Hai con chim vậy. Hàng chim sáo rồi. Mà vịt mới có mấy bữa hả? Rồi nó bị mất ống phèn gì đó. Vịt dừa giá mì xèo nó khoái con trứng rồi. Trứng đó ăn hả? Rồi đi rồi. Để ra đó. Để ra. Để là để ra đó. Con sạc như vậy. Đó, nó để rồi. Trời này đi nổi. Chịu đi. Còn dịch ra. Còn dịch sao rồi? Bên, đi bên đồng bên bờ lộ á. Lụm được như nè. Yếu qua bên đây lụm được 2 tiếng. Bên kia nó khô khô rồi, lụm nó mấy trứng mà nó dính sình luôn rồi. Ở trứng này ở đâu? Ở bên kia, bên lộ, bên kinh. Dịch này ăn ngon quá rồi.
Hôm nay nhiều chuyến rồi. Chứ đi thấy lượn thấy hoài không đi không lượn không lấy đi về. Đi về tay không cũng phải có một chút quà chứ. Lụm đó hả? Lụm. Đó không? Đúng rồi. Trứng này mình dẹo đã. Ôi ơi. Cái này đi ngang ngủ lụm chứ dịch. Để ăn nhé. Dịch nha. Nhiều quá. Nó cuốn rồi. Cái nào? Mày luộc nữa. Cái nào cuốn rồi để sạch. Cái này nó sẹo. Méo rồi. Méo chứ mẹ. Không có ớt chưa? Không có hai cu hết ớt luôn. Không có hai rồi. Đảo. Giúp.